Thời điểm hiện tại thì là cao điểm người dân này, công nhân lao động và sinh viên về quê đón Tết. Trước hoàn cảnh khó khăn khi nhiều người dân phải di chuyển bằng xe gắn máy trên một quãng đường dài, các chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức phát nước, tặng khăn lạnh cho người dân trên đường về quê ăn Tết khi lưu thông qua địa bàn. Từ sáng ngày 15 tháng 1, từng đoàn xe máy, xe ô tô chở theo nhiều hành lý từ hướng thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung để ăn Tết. Do là ngày chủ nhật nên cũng là cao điểm người dân đi xe máy về quê. Khi đi, người dân vừa qua khỏi địa bàn tỉnh Đồng Nai đến trước trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân tỉnh Bình Thuận, bắt gặp ngay hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát giao thông cầm nước vẫy mời người dân. Sau quãng đường hơn 100 km từ thành phố Hồ Chí Minh tới vị trí này, nhiều người đã thấm mệt vì nắng gió, bụi đường nên khi được tặng nước uống thì ai nấy đều cảm thấy ấm lòng. Tôi thì đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đây, xuất phát từ lúc 3 giờ sáng. Tôi thì về tới Bình Định. Trên đường đi thì được gặp mấy anh cảnh sát ở tỉnh Bình Thuận phát nước thì cũng cảm ơn. Và cũng nói chung cũng rất vui khi được gặp mấy anh phát nước. Bình Thuận là tỉnh có chiều dài quốc lộ 1 đi ngang dài nhất cả nước với 181 km. Ngoài việc phát nước suối và tặng khăn lạnh, cảnh sát còn tuyên truyền an toàn giao thông, nhắc nhở bà con lưu thông an toàn, cũng như gửi lời chúc thượng lộ bình an và chúc đón Tết sum vầy. Gia đình mình về đâu chị ha? Dạ, mình tới Phú Yên à. Phú Yên à? Dạ. Rồi, đi xuất phát trong Sài Gòn mấy giờ bây giờ ra đây rồi? Dạ, tôi 6 giờ à. Rồi, cứ cố gắng đi đường cẩn thận nha, dạ. Chậm chậm thôi. Trong quá trình thực hiện kế hoạch cao điểm, đảm bảo có trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh với mong muốn phát huy truyền thống tương thân tương ái, cùng chung tay chăm lo cho mọi nhà, mọi người có điều kiện vui xuân đón Tết, và mong muốn bà con người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông để có điều kiện về quê vui xuân đón Tết an toàn hạnh phúc. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh rất vui mừng, phấn khởi được tặng những chai nước mát, những chiếc khăn lạnh để chia sẻ, động viên bà con trên đường về quê vui xuân đón Tết. Đây là một việc làm hết sức nhỏ bé so với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành đối với đời sống của nhân dân. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, hàng trăm chai nước đã được trao tận tay người đi đường. Hành động nghĩa tình này làm mát lòng người dân trong những ngày giáp Tết.